Rồi tiếp theo bài này tôi hướng dẫn các bạn cách mình backup của website mình lại dùng login duplicator ha. Thì mình sẽ vô thư viện login của mình cài login duplicator miễn phí ở đây, nó có login duplicator miễn phí ha, duplicator miễn phí ở đây. Đó, miễn phí ở đây mình sẽ vô đây. Vô chỗ đây nó bị cài mới ha. Đó thì vô lại. Cài mới. Và mình sẽ tìm đây duplicator. Thì bản là bản miễn phí. Đó, miễn phí. Ha, mình cài này vô, là bản miễn phí. Tôi sẽ gửi xuống các bạn cái bản RAW. Bản miễn phí và bản RAW khác nhau sao? Bản miễn phí thì mình backup cái website dung lượng nhẹ thôi. Rồi giờ sau này mình làm website dung lượng lớn, mình backup thì nó không hỗ trợ. Ha, cho nên mình xài tùy theo, mình xài bản miễn phí thì xài đây. Mình cài không? Mình xài bản trả phí thì xài các bản tôi gửi xuống dưới nha. Thì đây tôi có sẵn các bản miễn phí nè, tôi gửi ra nha. Tạm thời tôi gửi các bản duplicator của tôi ngừng kích hoạt đi. Tôi gửi ra. Đó nè, các bản bản miễn phí tôi gửi ra. Và tôi cài các bản trả phí vô. Các bạn trả phí tôi gửi xuống cho các bạn rồi nha. Cài. Rồi sau khi upload lên xong á thì mình bấm nút kích hoạt nha. Để... Đấy, kích hoạt. Rồi đây mình sẽ thấy một cái duplicator RAW. Còn nếu mình xài cái bản duplicator thường á thì nó không có đâu, nó không có chữ RAW, nó chỉ là duplicator thôi. Rồi sau đó tiếp theo mình sẽ Bucket để mình tạo bản backup renew. Renew rồi next. Rồi đợi nó. Rồi build. Và sau khi mình chạy xong backup nó hiện lên cho mình nha. Như thế này mình bấm download. Download thì mình bấm download Inhaler trước. Đó, rồi lưu lại file Inhaler ha. Vô cái thực tập đi ha. Backup nè. Uphotten ha. Inhaler đây mình không có để số 1, mình sửa lại Inhaler luôn nha. Rồi, cái thứ hai mình đào tiếp cái lưu trữ nè, chấm zip. Cái tên của cái file chấm zip này là mình để y nguyên, không có được sửa thành tên khác nha.
tên nó sinh ra là sao để y vậy, sửa tên khác không phải là sau này mình thì to lại không có được, để y nguyên vậy luôn. Lỡ mà nó có tiêm số 1, số 2 thì vô là mình, ví dụ ở đây nó lỡ nó trùng phai thì số 1, số 2 mình cũng bỏ số 1, số 2 đi, mà để là chủ sai ở trai nè, chấm zip này nè, y nguyên vậy luôn, luôn lại mình được 2 file nha, cấp được 2 file đó, mình xong phần backup lại. Và sau đó từ file backup này mình restore ra, mình thấy restore lên local host cũng được, cũng có thể restore lên trên hosting, bất kể hosting nào cũng được, cứ cái hai file này mình restore thôi. Rồi tiếp theo mình check email coi thông tin hosting và thông tin domain gửi về chưa, gửi về rồi là mình tiếp tục mình restore ha.